Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 23 giờ hôm qua, tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử, xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên, hậu quả là một thanh niên tử vong. Đó là thanh niên Phạm Văn Thắng, sinh năm 2000, thôn Hoàng Tranh, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử, bị đâm dẫn đến tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Bước đầu, công an đã triệu tập một số thanh niên trong hai nhóm trên về trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ việc như vậy trong vòng nửa tháng từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 8 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tới hai vụ thanh thiếu niên đánh nhau gây án mạng, dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc giáo dục quản lý của các gia đình cũng như công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.